mùa giải năm nay vẫn còn chưa kết thúc, Chelsea đã rò rỉ màu áo sân nhà ở mùa giải tiếp theo. Ngay lập tức, Castro Blues đều cảm thấy buồn rầu vì bộ cánh mới trông chán như kiểu ngày mai là Valentine mà mình vẫn chưa có bộ. Bộ cánh mới của Chelsea có cổ áo màu trắng và màu xanh truyền thống của The Blues được cung cấp bởi Nike. Tuy là được thiết kế bởi Nike đình đám, nhưng các fan vẫn lên tiếng quả quyết chiếc áo này là những chiếc áo fake bán ngoài chợ. Một fan còn tinh tế comment khi thả vào một tấm ảnh hình siêu tiền đạo chân chất Timo Werner để thể hiện cảm xúc của mình. Thôi, các fan Chelsea đừng buồn. Dù cho đồ của mình có xấu đi nữa, thì mình cũng nếm được cái cảm giác lạnh cúp mỏi tay. Chứ còn mặc đồ đẹp và trắng tay, nó mới cay. Cay tư nhờ! Mới đây, cầu cả nhà anh 7, Cristiano Ronaldo Jr. vừa chính thức ký hợp đồng với Manchester United. Cậu nhóc này cũng sẽ được trao chiếc áo số 7 giống như người cha nổi tiếng. Ronaldo Jr. bắt đầu chơi cho lò đào tạo Man United từ khi cha của mình về lại câu lạc bộ từ Juventus vào mùa hè 2021. Cậu cả đã được mẹ và các em đến tham gia trong buổi ký hợp đồng này. Vậy là các fan của Man United không cần sợ không có người thay chiếc áo số 7 hay không cần sợ mua lầm số 7 giỏm nữa khi anh 7 ra đi, vì sau này đã có Ronaldo con. Mà Ronaldo Jr. nè, cháu có kế vị thì nhớ gặp mấy anh chú đồng nghiệp ba của cháu họ giúp xem. Cái tấm ảnh này là đội đối thủ đá phạt có đúng không nhà cháu? Giấc mộng triệu phú tinh trùng ngựa của tiền đạo kỳ cựu Thomas Muller và cô vợ Lisa đã có nguy cơ tan vỡ. Lời lãi thì chưa thấy đâu, thay vào đó vợ chồng Muller đang vấp phải sự tẩy chay dữ dội từ các tổ chức bảo vệ quyền động vật tại Đức. Mọi sự ồn ào khi chú ngựa giống Tendev bị thương trong khi tập dược cho mùa sinh sản. Chỉ ngay sau đó đã xuất hiện làn sóng chỉ trích nhắm vào vợ chồng Thomas Muller. Jana Hoger, người phát ngôn của tổ chức bảo vệ động vật PETA tuyên bố: "Thật là khủng khiếp khi những người yêu ngựa tự phong buộc những con vật do họ chăm sóc thực hiện các hành vi giao phối không tự nhiên nhằm kiếm lợi nhuận." Anh Muller còn tính ra tiệm ốc 30k mua mấy em hào về cho mấy em ngựa nó ăn để còn có sức chiến. Vậy mà mộng chưa thành này đã tàn. Thôi, mình để cái poster triệu phú tinh trùng ngựa và một góc được rồi đó anh Muller. Lệnh bắt khẩn cấp một nghi phạm tình nghi đánh cắp của siêu sao Neymar, số tiền lên tới 30.000 bảng, vừa được cảnh sát Brazil tiến hành. Theo đại diện của cảnh sát, đối tượng 20 tuổi vốn khá am hiểu về công nghệ để đánh cắp tiền của tiền đạo đang khoác áo PSG từ một giao dịch ngân hàng trực tuyến. Sau khi lấy được thông tin của Neymar, đối tượng này đã dùng số tiền đánh cắp để mua hàng trực tuyến cho an toàn, cũng như rút một ít để lì xì Tết cho mấy đứa nhỏ ở nhà. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà thoát được chết liền. Anh cũng đã được mấy anh công an bế lên phường, cũng sẵn tiện mấy anh cảnh sát Brazil mở rộng điều tra để xem liệu có sự thông đồng nào của nhân viên ngân hàng đó hay không. Kiểu này là đen thôi, đỏ quên đi. Zlatan Ibrahimovic đã khiến khối người bị choáng ngợp trên đường phố khi đi dạo bằng siêu xe Ferrari. Con ngựa màu vàng nổi bật chính là món quà Valentine mà Ibra tự mua để tặng cho bản thân mình. Với tốc độ tối đa 350 km/h, chiếc Ferrari đủ sức khiến bất kỳ tay chơi đam mê tốc độ nào cũng phải mê mẩn. Càng ấn tượng hơn nữa khi Ibrahimovic là một trong 499 chủ sở hữu trên toàn thế giới chiếc xế hộp này. Được biết, Ibrahimovic còn sở hữu một hạm đội siêu xe hội tụ hai tiêu chí độc và đắt. Nổi bật trong số này là chiếc Ferrari Monza SP2 trị giá 1,4 triệu bảng. Anh em nào muốn có quà Valentine thì hãy tham khảo cách của Ibrahimovic. Mua chiếc xe này đi dạo phố, tự động có bồ.